Vừa qua tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Diễn đàn là nơi gắn kết các cơ quan hoạch định chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho rằng, phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi quốc gia, đặc biệt đối với những quốc gia đang phát triển. Cùng với những cơ hội, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ đã góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp nói chung và hoạt động xuất khẩu sản phẩm công nghiệp có thế mạnh nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình toàn cầu hóa cũng đưa đến không ít thách thức cho xuất khẩu bền vững sản phẩm công nghiệp. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, hiện nay Việt Nam có khoảng 30 ngành kinh tế kỹ thuật cần đến công nghiệp phụ trợ. Nhiều ngành sản xuất hàng xuất khẩu mang lại kim ngạch hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nhưng lại phải nhập khẩu tới 80-85% nguyên liệu. Tỷ lệ giá trị gia tăng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ cấu sản phẩm.